men theo một con đường nhỏ luồn lách giữa những tán rừng già, đi sâu vào trong xóm cụt của bản Than. Những cung đường chỉ rộng 50 phân. Qua những đồi thông già, một bên là vực sâu thăm thẳm và một bên là tà lê đứng. Khoảng hơn 2 cây số, mọi người sẽ đến xóm cuối cùng. Có 4 hộ người Mông sinh sống ở trong cái xóm cụt của thôn Bản Than, thuộc xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Đến với 4 hộ sống ở trong này theo một cuộc sống tự sản tự tiêu với hủ tục lạc hậu nên vẫn còn nghèo đói, bám đất bám làng bám bản với những thửa ruộng bậc thang ít ỏi, không đủ thóc ăn. Và trong 4 hoàn cảnh này, hôm nay Tuấn Nùng sẽ mời quý vị khán giả cùng Tuấn Nùng đến với hoàn cảnh của hộ em A Lử, một người Mông không được học hành, không có học vấn, không nói được tiếng Kinh nhiều, nghe cũng không hiểu. Hoàn cảnh thì hai vợ chồng có đến 4 đứa con, gia cảnh thì cực kỳ là khó khăn, không có đủ gạo ăn. Các con của em phải ăn cám ngô, cám sắn thay bữa hàng ngày. Và để biết rõ hơn cái gia cảnh của hai vợ chồng A Lử, Tuấn Nùng lại mời quý vị cùng Tuấn Nùng sang với hộ của em A Lử. A Lử là một cậu bé cũng mồ côi cha từ khi cậu mới bước vào tuổi 16. Và khi đó cũng được anh em làng xóm hỗ trợ cho lấy một cô vợ người Tây. Sau khi bố em mất thì mẹ em cũng bỏ đi lấy chồng ở trên xã Tung Sán để em bơ vơ một mình. Và phải lấy những cái cây vầu về để dựng một cái lán nhỏ nhỏ cạnh chuồng trâu của cái nhà hàng xóm chú Lùng ở bên cạnh nhà. Và được lợp bằng những cái mái cỏ danh. Đó. Hai vợ chồng khi đó em cũng bắt đầu được người ta lấy vợ cho. Và hai vợ chồng thì cũng bố mẹ chẳng để cho được cái gì, chỉ có một ít đất, nên là cũng chỉ có lập cỏ danh, làm cây vầu ở cạnh chuồng trâu của nhà người ta. Cho đến khi bố vợ em là người Tày cũng hoàn cảnh khó khăn, cũng không có điều kiện, nên là cũng chỉ hỗ trợ về đây để xẻ gỗ giúp hai vợ chồng em dựng một ngôi nhà. Đó, khi hai vợ chồng lấy vợ là ở cái đầu đốc chỗ chuồng trâu này. Đấy, chỉ lập cỏ danh ở tạm đây thôi, dưới chỗ cái cây si này của nhà chú hàng xóm. Sau khi bố vợ cũng thương quá nên là cũng đi xin tấm lợp của anh em bà con ở trong xã, trong làng, người ta có thừa thái gom góp và mua thêm. Xong sau đó là dựng một cái căn nhà tranh vách nứa cho hai vợ chồng em A Lử. Và cái mái ấm hạnh phúc của gia đình em từ đó là cũng bắt đầu được nhen nhóm. Đấy. Bắt đầu được nhen nhóm. Mặc dù đây là nhà tranh vách nứa thôi, nó chỉ thuộc là nhà tạm, không phải là nhà kiên cố. Nhưng tổ ấm hạnh phúc gia đình của hai vợ chồng trên một chiếc giường lụp xụp, phên tre tành toàng như thế này. Hai vợ chồng cũng có 4 đứa con. Do không có học thức, nông cạn, với lại rất là nhát người, cực kỳ là sợ người lạ. Chính vì thế mà A Lử luôn luôn là khi mà có ai đó lạ đến nhà là sẽ bỏ nhà lẩn trốn. Đấy. Những bộ quần áo trước đây Tuấn mang của các mạnh thường quân đến hỗ trợ làm từ thiện cũng được vợ em A Lử nhặt về rất là nhiều. Đấy, để mặc, vì toàn 100% là quần áo mới. Và những chiếc giường của em thì toành toang lắm. Bây giờ hai vợ chồng vẫn ngủ trên cái giường này.
Các bạn có thể thấy là rát kê lên rát, nó không theo một cái thứ tự gì cả, rất là cộ, lục sục. Đấy. Đấy, đến giường cũng để gà nó nhảy lên, nó thải phân ở đây. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh là giường rất lục sục. Nhà thì là nhà tạm, hoàn cảnh cơ cực, thóc thì không có để đủ ăn. Và có những khoảng thời gian gia đình em phải nghiền cám ngô, cám sắn mà người ta hay dùng để nghiền cho lợn và để nấu cho lợn mà các cháu cũng phải ăn vì thiếu đói. Tuấn đến nhà thì hai vợ chồng em A Lử là không có ở nhà, có lẽ là đi tiêm chủng chưa về. Còn A Lử thì chắc là không dám lên xã rồi vì là một người rất là nhát và sợ người. Chỉ vì những người phụ nữ ở ngoài đường tô son môi đỏ một chút, người ta dọa bảo là những người đó là biết hút máu người mà em đã sợ và bỏ chạy. Mà đi đường rừng bỏ về từ huyện Bắc Quang về Su Phi và vẫn tìm được về nhà. Đấy là cũng là một kiếp tài. Và cũng có những cái câu chuyện rằng là khi A Lử đi làm đám ma cũng bị người ta dọa trêu cho một câu thôi là cũng sợ bỏ về nhà. Em A Lử này thì không được ăn học nên là cái dân trí rất là thấp, rất là lạc hậu. Đấy, cũng chẳng biết cái gì. Do vậy mà nhát người. Chỉ cần mặc quần áo lạ, quần áo mà lạ lạ một tí là em ấy sợ rồi. Ở cái xóm này thì cách trung tâm xã đến 8 km đi bộ. Và cách huyện đến cả chục cây. Những người dân ở trong cái xóm này thì không có phương tiện di chuyển, như là xe đạp, xe máy là không có. Chính vì thế mà cái đời sống ở đây còn rất là lạc hậu. Khi A Lử lấy vợ về thì cũng chỉ biết là có là đẻ thôi. Và hiện tại gia đình em thì có 4 cháu nhỏ. Cháu nhỏ nhất thì cũng được 6 tháng. Nếu mà trước đây một cháu mà không bị chết yểu thì bây giờ hiện tại gia đình của em A Lử là đã có 5 đứa con rồi. Tuấn Nùng cũng đã từng đến và từng hỏi vợ chồng em là đã đặt vòng chưa. Nếu chưa đặt vòng mà vẫn còn tiếp tục đẻ, với cái gia cảnh đặc biệt khó khăn, cơ cực như bây giờ mà đẻ tiếp thì nói thật là không biết lấy cái gì để nuôi con đâu. Rất là vất vả các bạn ạ. Nhà thì siêu vẹo, nghiêng. Đấy, nhà tạm nên là nghiêng hết. Các bạn có thể nhìn thấy từng cái cột cũ kỹ làm bằng cây thông. Và những cái giáp tre là nghiêng hết rồi. Và những cái cây ở dưới phần để chặn cho rắn rết, sâu bọ hay là gà qué không thể vào nhà được là bị mục hết, mối sông. Do cái điều kiện và hoàn cảnh khi mà sinh ra lớn lên ở trong một cái xóm nghèo, đời sống lạc hậu. Chính vì thế mà A Lử là một người rất là nhát người, rất là sợ người. Chỉ cần mặc quần áo lạ lạ, quần áo phổ thông đó, hay còn nói là quần áo của người Kinh mà đến đây thì A Lử sẽ sợ và sẽ lẩn trốn đó. Chính vì thế mà trong cái thời gian vừa rồi khi Tuấn Nùng vào đây và mang những cái trang phục của các cô các chị hỗ trợ cho những người bà con nhân dân ở trong xóm này thì vợ của em A Lử là cũng rất là ít mặc. Vì khi mặc vào thì A Lử nhìn không quen mắt và cũng sợ. Còn gom con lại xong là dẫn cả con bỏ đi. Bỏ đi vào bìa rừng. Đó. Chính vì thế là những cái bộ quần áo khi em lấy về là vẫn được để trong bao và chưa được cho ra để sử dụng. Nhà thì không có hòm, cũng không có tủ để quần áo. Không có một cái gì cả. Trong nhà thì hoàn toàn là không có một cái gì.
chỉ có mỗi một cái thùng nhựa này là để sắn này. Đấy, để dự trữ lương thực. Đó là những củ sắn được rửa sạch, gọt vỏ và nạo thành sợi phơi khô. Và để dự trữ. Và trong nhà thì cũng chỉ có mỗi chiếc giường lụp sụp này thôi, bé tẹo. Nhưng mà cả hai vợ chồng và bốn đứa con thì ngủ trên đấy cả. Hoàn cảnh thì khó khăn. Nhà thì rất là nghèo. Đã đông con, lại không có ruộng nương để làm. Nên là cũng có nhiều khán giả nói rằng anh hãy giúp A Lử kiếm một cái công việc để có thu nhập. Thì đối với Tuấn Nùng có thể liên hệ được cho em A Lử đi phụ xây. Đấy, đi xách vữa hoặc là đi phát cỏ, phát đồi, phát nương. Nhưng nói thật với các bạn là một người với dân trí thấp, không hiểu được tiếng phổ thông như A Lử thì sẽ không thể đi làm được. Và khi đi ra ngoài là rất sợ người. Đấy, cứ người lạ là sợ rồi. Đặc biệt là những chị mà môi tô son đỏ, má hồng trái xoan. Đấy là em ấy rất sợ. Vì đã từng bị dọa là những người đấy là biết hút máu. Biết hút máu người nên là em ấy sợ đến tận bây giờ. Và 6 năm trôi qua em ấy không ra khỏi bản một tí nào cả. Hôm nay Tuấn Nùng cũng biết được là vợ em ấy dẫn các con đi tiêm chủng. Và em ấy có ở nhà, nhưng mà em ấy sợ ở nhà một mình, sợ có người lạ đến là em A Lử lại trốn đi vào rừng. Và bây giờ là không biết là ở rừng nào, ở chỗ nào, ngóc ngách nào để gọi A Lử về nhà để có thể là Tuấn Nùng sẽ trao đổi. Đấy. Cái thời gian đầu tiên Tuấn Nùng vào đây thì A Lử vẫn sợ đấy. Nhưng vào đến lần thứ 3 thì cũng quen quen. Khi mà đã quen quen rồi thì cũng bắt đầu bắt chuyện. Đấy, cũng cho Tuấn những cái khúc cây đỏ mang về để đun nước uống. Còn hôm nay thì khi Tuấn vào đây thì hoàn toàn là em lại không ở nhà. Và ở đây thì các bạn biết rồi, cái địa hình rất là dốc. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là núi cao, rất cao luôn. Đấy, và cực kỳ là dốc. Nên là không thể canh tác ruộng bậc thang được ở trên những thửa ruộng này. Kể cả những thửa ruộng bên kia cũng thế. Mặc dù đào theo cái thế bậc thang nhưng chỉ để trồng ngô với lại trồng đậu tương thôi. Vì cũng chẳng có nước. Có mỗi mảnh nước bên này thì Tuấn Nùng hôm nọ cũng vào khảo sát. Và cũng mong sao là tới này khi mà Tuấn Nùng xây dựng cái dự án nước sạch cho các hộ ở trong xóm này, cũng rất mong được cộng đồng mạng, được các cô chú anh chị và các bạn thương tâm có thể là hỗ trợ mỗi người gom góp một chút để mua xi, mua gạch cùng Tuấn Nùng vào xây lấy một cái bể đầu nguồn với một cái bể trữ nước cho 4 hộ ở đây. Vậy là Tuấn Nùng đợi mãi thì vợ của em A Lử là bây giờ đã về đến đây rồi. Hôm nay em cho con đi tiêm chủng à? À, có món gì nhiều đấy? Có món gì đâu, đây là đậu. Cái đậu tương, ăn đậu tương nên lấy rồi à? Vâng. À. Hôm nay em đi thu đậu tương. Ôi dồi ôi, cõng con không lấy cái gì đội cho con à? Nắng thế này không, em không có lấy gì đội cho con đâu á? A Lử đâu? A Lử. Còn còn một đứa bé nữa đâu? Hai đứa đi học thì còn một đứa nữa đâu? À, thế là A Lử còn đang về sau à? Mình phải rình rình ý, nó thấy lạ nó lại chạy mất. A Lử sợ người, thấy lạ sợ nó lại chạy mất. Ôi ô, đi bắn cá à? Được con cá nào không? Không được con nào đâu á? Thế có cá không? Có cá mà không bắn được. Không được một con nào hết. A Lử đâu? À, tức là còn một đứa bé đi theo. Đây rồi, đây rồi. Đấy. Đây rồi, đứa bé với A Lử về đến đây rồi.
Bạn A Lử về đến đây. Cô này là lục xăng má mẹ. Đấy các bạn ơi, hai vợ chồng A Lử là đi lấy cả đậu tương về này. Ấy rồi em bé này cởi chuông à? Hả? Ừ. Đấy. Vừa hai vợ chồng vừa mới đi lấy đậu tương về đến nơi. Thế là có cái đậu tương này là cải thiện được bữa ăn này các bạn này. Cái hạt nó bỏ ra xong là giã nấu canh là rất ngon. Đấy. Thả ăn mặc bay hơi chín. Bổ quả dưa kia ra cho nó cho trẻ con ăn cho nó mát. Trồng được nhiều không? Cái này thu hết chưa? Ông mà bèn, ông mà nạp bè. Nước mít rau có thèm nào? À, bưng lá yếu thèm. À, tức là đây là thu được một nửa rồi, còn hơn một nửa này nữa các bạn ạ. Tức là sẽ thu được khoảng độ bằng này và hơn một tí nữa. Đấy. Được cái là mặc dù A Lử là có dép nhưng mà không bao giờ ở đi dép cả, rất là ít đi. Không hay đi dép, chỉ đi chân đất thôi nha các bạn nha. Kể cả mua dép cho thì cũng chỉ để nhà thôi. Tại vì là cũng không đi đâu cả. Đấy. Đấy, bổ quả dưa ra ăn cho nó mát nha. Đây là nhân vật chính mà hôm nay Tuấn Nùng vào đây để review hoàn cảnh của em A Lử cho mọi người được biết. Đó. Gia đình khó khăn, em ấy là một người Mông Hoa. Đấy. Mẹ thì bỏ đi lấy chồng, để lại em một mình. Đấy, bố thì mất khi em bắt đầu lấy vợ là bố cũng mất. Bố vợ thì về xẻ cây làm được cho cái nhà ở đây. Đây là bác bên ngoại. Đấy, đây là bác bên đằng ngoại, tức là bên người Tày. Còn A Lử là người Mông, vợ của em A Lử đây là người Tày rồi. Vâng rồi, có bị mà này lên ta mơ phải áo may mà lên học ăn chỗ mơ lạc tao học ở cả mì cu học mơ còn học à? Lấy cô tạm mơ học. Cô áo từng tiếng lét mặt tóc xem, nó đây vào đây à? Ờ vẫn là cú tầm mơ ma này là lên đầy vàng lên đâu phải thầm may đấy mà họ cắn chỗ giờ giặc nổ. Tuấn Nùng có nói với em A Lử là tới này Tuấn Nùng sẽ mua cả đinh nữa và đây là cùng em ấy đi chặt cây về làm một cái giường mới để cho các con ở đấy. Mua đinh về đàng hoàng, cưa thì nhà em có rồi, dao có rồi, chỉ mua đinh về thôi. Này mi mặc xíu của mi à? Mặc xíu mi cho nè. Tọc rùa hoặc ăn chỗ đây cho nè. Tuấn Nùng có hỏi là ở đây có đục không. Nếu mà có một cái lưỡi đục ấy, thì mình có thể đục để làm những cái mộng của cái giường được. Đấy. Đứa nhỏ nhất của vợ chồng em là chỉ có được 6 tháng tuổi thôi. Quần áo hôm nọ từ thiện thì rất là nhiều nhưng mà vợ là không dám mặc vì mặc vào quần áo kinh là sợ chồng nó lạ nó lại bỏ đi. Sáu tháng tuổi bé tẹo suốt ngày mẹ điệu trên lưng, hoàn cảnh lắm, nhà cũng chẳng có cái gì. Còn nồi cơm này là tối nay là có thể ăn được rồi. Lại hết gạo ăn rồi đúng không? Nhà cũng lại hết gạo ăn rồi. Hôm nọ là Tuấn Đùng cũng mua một yến gạo, cân thịt vào để hỗ trợ cho gia đình. Đấy, em Trần Hạnh ở bên Hàn Quốc có gửi tiền là Tuấn đã chi phí vào cái mua thực phẩm cho gia đình, là bây giờ gạo là hết rồi. Và bên bác, tức là anh trai của bố của vợ của A Lử ấy, là cũng mang gạo về đây cho này các bạn xem. Đây là gạo nhà chú nhỉ, phải gạo không? Đấy, đây các bạn sẽ thấy gạo trắng tinh.
Gia đình thì cũng hết gạo ăn, mình mang lấy cho về một túi gạo. Cái này gọi là cái ăn thóng cau đấy. Ăn thóng cau tức là cái túi hay đi theo theo người dân, đi rừng, đi bản, đi nương, đi làm, đi chợ nói chung. Tại vì nếu mà có gạo là em ấy chỉ để đây thôi, để trong cái thùng này. Như ở dưới này thì đây các bạn có thể nhìn thấy đây là những cái hạt gạo vương vãi này. Đấy. Nhưng mà ở trong này ấy, trong cái bao này là cám nhé các bạn, cám lợn này. Đây là cám gạo đấy, sát ra đấy. Ăn vào là đắng chát luôn. Đây là một chút gạo còn vương lại ở trong cái thùng, trong cái thùng để dự trữ lương thực của gia đình đấy. Cứ sắn khô là để trong đó. Hai cháu lớn thì một cháu học lớp 3, cháu gái lớn học lớp 3. Còn cháu cháu thứ hai thì đang học lớp 5 tuổi. Nó. Tú tay xuống đây học lớp 5 tuổi à, lớp 1 à? 5 tuổi. À. Tú trai tú nhìn nó. Tú trai nó. À, cháu thứ hai là cháu trai học lớp 5 tuổi. Và các bạn nên nhớ một điều là chỉ có đi bộ đi học, hai chị em dắt nhau đi bộ đi học. Cách đây khoảng độ 2 cây rưỡi lên điểm trường. Đường đi học thì sẽ xuất phát từ nhà sang ở bên chỗ cái đường bên này. Đó, sang đến bên này xong là leo thẳng lên đây, vượt qua cái đỉnh núi này sang bên kia thì mới đến điểm trường. Đó, điểm trường của thôn Nậm Than. Đường đi học thì cũng rất là xa. Còn hai cháu nhỏ thì cháu bé đây mới có được. Cháu bé này thì có được hơn 2 tuổi thôi. Đây xuống pí đấy nào, tú này à? Cháu này là cháu thứ 3. Sắp được 3 tuổi rồi đúng không? Chút đầy pí lá chưa nào? Đến bố bảo là thằng bé này là được tuổi rưỡi đấy, nhưng mà cậu em hàng xóm này thì lại nói là được gần 3 tuổi, nhưng mà thực tế ra thì chắc được tuổi rưỡi thôi, tại vì 3 tuổi là lớn rồi, biết nói rồi. Nhưng mà cậu bé này thì chưa. Thế hôm nay là cũng có thêm khoảng độ chỗ kia là được 5 cân gạo không? Áo đầy hạt cắn một. Chỉ cắn à? Đấy. À, thế là có thêm 5 cân gạo để gia đình có thể cải thiện được bữa ăn. Đấy, đối với lại ở trong này thì gia đình em chỉ cần là no cái bụng thôi. Chỉ mong sao là được ấm cái bụng thôi, trẻ con cũng được ăn no cái bụng thôi, chứ cũng chưa phải mơ ước gì đến cao sang mỹ vị. Miếng thịt lợn ba chỉ hay miếng thịt mỡ cả. Thằng Pino nga lầm á, mơ bù bù tí con nhỉ. Bù bù á. Thằng Ami chỉ ra tô son đền đền ăn nắng bạc yếu lê ha, mơ ít rú chín lượt lê mơ gặp bú này. Cũng bú nó cả, phải ra gặp bú bú nó cả, và đâu mà phải hứa ta cũng không nhau rằng mà. Cô chưa mà phải không nhau. Không, phải. Phải chứ là. Phải. Phải hứa, phải lắng cũng không nhau, bú mi cẳng bú cơ nào. Tuấn Hùng đang nói lại cái câu chuyện là tại sao lại phải sợ những cô mà bôi son môi đỏ nó hút máu người à. Thì em chỉ cười nói là không sợ đâu, không sợ đâu. Tuấn Hùng cũng rủ em là khi nào Tuấn sẽ đưa em ra huyện, ra nhà Tuấn chơi. Đấy, đi chợ. Mua đôi dép hay cái quần cái áo cũng được. Đấy, đi chợ chơi cho biết. Nhưng mà nói là bảo là dám đi đấy, nhưng mà chưa chắc là dám đi đâu. Can phải của can. Sao nàng xe máy ta cũng phải hứa mà can phải của can. Không. Không phải, còn không phải. Thằng tê thì không. Ăn phải tê, phải chụp ảnh chứ. Ảnh thế nào? Con nọ đi chụp ảnh căn cước công dân là dọa mãi mới đi nọ.
Nó không phải. Anh em bảo là khiêng đi, thế là mới đi đấy, còn công là còn lâu mới đi. Nói chung là em ấy cũng không được đi học nên là cái nhận thức với lại cái tâm hiểu biết không được va chạm xã hội là em ấy cứ sợ người lạ thôi. Đấy, đi đâu là cũng sợ người lạ. Đấy, chỉ có là ở trong làng trong bản này thôi. Căng cá bù, căng cá bù. Bố lá em mơ cá bù tương giả nhưng thèm bố rú hóc ọc tí con này, cá rú hóc cho mẹ nò. Nước đây thì mắng thèm. Nói chung là sợ thì vẫn sợ người, ra ngoài sợ người lạ chứ ở nhà đã là lấy vợ về rồi không sợ đâu. Nó là của mình rồi thì cả bầu trời nó là của mình. Đấy. Nên là cái bản năng của đàn ông, tôn. Cái bản năng của đàn ông là em ấy vẫn phát huy tốt. Đấy, có 4 đứa con. Vợ thì chỉ biết là cười hạnh phúc thôi, chắc là sang năm đẻ thêm vài đứa nữa. Xuống phù mi lê pí đầm đầy chỉ lái đầm bay á, đầm thùng bay na này à, bay tọc bay tọc đầm chứ nào, còn lại lên chưa đầm khô hùa như nào. Các bạn ơi, đối với ruộng đối với ruộng ấy thì năm nào mà trời nó hạn như kiểu năm nay này không có mưa ấy thì chỉ có là trồng đậu tương thôi hoặc là trồng ngô thôi. Đấy, còn nếu mà mỗi một năm cấy được một vụ thôi thì ở đây ấy thì với gia đình của hộ em A Lử ấy, hai vợ chồng 4 đứa con mỗi một năm làm là thu được khoảng độ 6 đến 8 bao thóc thôi. Mà một bao thóc thì lấy về là được khoảng bao nhiêu cân? Tay lên đây bám chỉ lái chỉ tiêu mới. Không. Đấy thì một bao thóc nó chỉ khoảng 30 cân. Đấy, cứ cho là 30 cân đi. Nó bị dây nữa. 25 cân thôi nhỉ. 27 cân. 27 cân một bao. Rồi cứ cho 30 cân đi. Cứ cho là nhiều nhất được 8 bao thóc đi, 8 3 2 4 tức là được 2 tạ 4 thóc. Nếu mà sát ra thì được khoảng bao nhiêu tạ yến gạo? Được 50 cân gạo. Chẳng nên xì rưỡi à. Bộ đây. Bộ đây nó á. Đó thì với hoàn cảnh của gia đình em ấy chỉ có được khoảng độ cho nhiều là 8 bao thóc, mỗi bao được 30 cân thóc đi thì được 2 tạ tư, gọi là được 2 tạ thóc một năm. Đấy. Được lấy 2 tạ thóc một năm thì sát ra gạo thì được bao nhiêu? Nếu mà 2 tạ thóc à? Thì không thể đủ gạo ăn được. Đấy, ngoài ra là gia đình em chỉ có ăn ngô với ăn sắn thôi. Các con thì ở trong này thì cũng chỉ ăn ngô sắn thôi. May lắm khi nào có công có việc thì chắc là nuôi được 1-2 con gà này thịt thì cải thiện được cái bữa ăn, cái dinh dưỡng cho các cháu nhỏ. Đấy. Chứ còn bình thường thì không có được một cái bữa ăn gọi là có thịt thà gì đâu. Chỉ ăn rau rừng, rau dại, trồng được rau gì ăn rau đấy. Ơ cái giống rau nào anh đưa cho mọi người anh gieo cho em. Đắm mạ, Oppo. Nhưng mà trời nó đang nắng hạn như thế này, em trồng em phải, em gieo em phải tưới nước liên tục đấy. Trắng nơ, tao trắng hầm đùm chữ này lên. Bám chữ, thèm bám hà chữ là ó nắm rực. Đấy, bố lễ, bố cháu đây ô, phân phát à. Trồng đi nhá. Trồng đi để mai này còn có rau ăn, gieo đàng hoàng và đánh luống trộn phân đất đàng hoàng vào. Ở đây thì đến bất kể hoàn cảnh nào, gia đình nào, dân tộc nào cũng có cái điếu. Đấy. Và ở đây thì bất kể nhà nào, hoàn cảnh nào, gia đình nào cũng trồng cây thuốc lào. Đó. Và những cái lá thuốc lào này sẽ được mang về phơi khô, sau đó là dùng dao thái nhỏ ra để hút. Đấy. Bình thường thì ai hút nặng, nặng thì là sẽ hút ra nguyên cái lá thuốc lào, còn nếu mà ai mà không hút được nặng là người ta cạo thêm cả cái vỏ cây sậy vào để người ta hút. Đấy. Tuấn Hùng cũng rất là muốn đến các hộ này là xin một ít lá thuốc lào về để thả xuống dưới chiếu. Đấy, tránh những cái con dẹp con bọ.
những cái con gì mà nó hay bò vào giường, ví dụ như hộ nhà nào mà cũng hay có bọ chó ấy, thả cái lá thuốc lào này vào nó chạy hết đấy. Cái quần áo hôm nọ anh mang vào cho em sao lại vẫn để ở trong bao tải xong để ở dưới đây? Không để chỗ nào cao cao lên, để dưới đây con gà con ghiếc nó nhảy vào xong là bụi bẩn. Ờ. Tức là vẫn để trong túi bóng là không sợ nó bẩn đâu đúng không? Cũng nhà cũng chẳng có chỗ nào để treo cả, có mỗi ở chỗ cái cây sào này thì á treo những cái đồ quần áo cũ này võng hết rồi. Ngay cả quần áo của người lớn, của trẻ em là trẻ con là treo hết đây thôi. Đấy. Chả biết là cả cái lõi chăn cũng treo. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy cây sào là võng hết đây. Nói chung là nhà cũng mối mọt hết rồi các bạn ạ, ọp ẹp hết. Đó, hôm nay là Tuấn Nùng vào đây để review cho quý vị khán giả trên kênh YouTube của Tuấn Nùng được biết rõ hơn về hoàn cảnh của hộ em A Lử 4 con. Đấy, hai vợ chồng, đất ruộng thì cũng ít thôi, mỗi năm thì trồng cấy được 6 đến 8 bao thóc tùy năm trời hạn hay là trời có mưa. Ở đây thì mọi người chủ yếu là đợi để cấy cày là dùng nước trời, tức là nước mưa thôi. Đấy. Hoàn cảnh thì cũng rất là khó khăn. Đến cả cái giường sập sệ, nhà thì cũng nghiêng ngả và được rào, nhà che vách nứa. Nhà che vách nứa này Tuấn Nùng quay phim là cũng cảm thấy rất là thích vì nó đủ ánh sáng cho mình để mình quay phim. Không gian chạn bắp thì cũng ở cao, tránh gà nó nhảy lên nó quấy phá. Túi muối ăn thì hôm nọ Tuấn cũng mua muối và cho gia đình em là vẫn có cả muối ăn rồi. Nói chung là hai vợ chồng còn trẻ. Em gái là sinh năm 98 phải không? Còn A Lử là sinh năm bao nhiêu? Hả? A Lử là sinh năm bao nhiêu? Còn đây chỉ lái pi. Yok. Yok pi lái, pi chỉ lái. Yok pi. Pi rau. Tuổi pi rau lên chơi con gì? Con cả mà. À. 95 à? Các bạn ơi, thế là A Lử là sinh năm 95. 95, 205, 215, 225, năm nay là được 27 tuổi, làm bố của 4 đứa con. Còn vợ là sinh năm 98, năm nay được 22 tuổi, 25 tuổi, 24 tuổi. Đó. Là đã làm bố mẹ của 4 cháu nhỏ rồi. Gia đình hai vợ chồng thì trẻ nhưng mà cũng chịu khó đi làm nương làm giấy lắm. Nhưng A Lử thì không thể thoát ly đi làm lao động phổ thông được. Đó. Nên là hoàn cảnh còn rất là khó khăn, chỉ ở nhà thôi. Và em là cũng từng đi xuống tận dưới Bắc Quang kia đi phát cỏ cam cho họ rồi đúng không? Đi làm thuê rồi đúng không? À, không đi đâu à? Cũng chưa đi ra ngoài làm bao giờ đâu đúng không? Con nhỏ thế này. Có con nhỏ thì không đi được. Đó thì hôm nay Tuấn Nùng cũng review cho mọi người biết rõ hơn về hoàn cảnh và gia đình của em A Lử, sinh năm 95, làm bố của 4 cháu nhỏ. Gia đình thì cực kỳ khó khăn, đặc biệt khó khăn đấy. Thực diện là đặc biệt khó khăn rồi, đói nghèo, đeo bám. Trong tập trước khi Tuấn bất chợt đến đây thì các con của hai vợ chồng em không có gạo, hết gạo ăn. Là cũng phải ăn cái nồi nấu. Nói thật với các bạn là đối với người vùng cao ở đây, cái ngô hạt người ta nghiền ra làm bột, với lại cái sắn người ta nghiền ra làm bột là để nấu cho lợn. Sau khi mà nước sôi thả bột ngô bột sắn vào quẫy. Quẫy trong một cái bếp lò như thế này. Đấy, là người ta sẽ thái cái cây chuối hoặc là
khoai lang hay dây mon rau rừng vào, cho vào đấy rồi nấu lên, xong vào đó để nguội. Có cám gạo thì thả cả cám gạo vào nữa. Đấy là để cho lợn ăn nhé các bạn nhé. Các bạn nên hiểu là cám lợn ở đây không phải là cám ở vùng xuôi, cám hạt, cám con cò, cám khô để cho lợn ăn ở vùng xuôi. Đối với người miền núi, bọn mình nấu cám, quấy cám lợn là dùng bột ngô, bột sắn để quấy. Ngoài ra dùng cả cám gạo nữa, cám gạo đầu mày đấy. Đó. Nên là hôm Tuấn bất chợt vào đây thì thấy các cháu nhỏ là cũng chẳng có gì ăn, nên là ăn cám Tuấn đau lòng lắm, xót lòng lắm. Ai nhìn thấy thì cũng thương xót thôi. Đấy, hoàn cảnh của gia đình em thì khó khăn. Nhà thì cũng lụp sụp, và rô thì cũng thủng. Nhìn lên thì cũng lớm chớm những cái vết thủng. Đấy, nhìn được những ánh sao đêm rồi. Nói chung là hoàn cảnh cũng khó khăn lắm, nên là Tuấn Nùng cũng lại đến để chia sẻ lại rõ ràng hơn. Tại vì mỗi lần Tuấn đến đây là Tuấn chỉ đến chơi, đến xóm để tìm hiểu về cái hoàn cảnh gia đình của các gia đình ở đây. Cái thứ hai nữa là tìm hiểu về con người, xem là những người năng động lao động hay là những người chỉ ham ăn lười lao động. Nhưng mà không phải, do mọi người ở đây nghèo đói ấy, thì Tuấn Nùng nói thẳng là đời sống người dân bám bản bám làng ở đây là không có ruộng lúa để cày cấy nhiều. Khí hậu ở đây, đất thổ nhưỡng ở đây toàn đất pha cát, rất là khắc nghiệt luôn, cũng chẳng trồng được gì. Trồng ngô cũng không tốt nha các bạn nhé, trồng ngô nó cũng không hề tốt một tí nào, nên là người dân ở đây ở cái thôn này chủ yếu là trồng sắn thôi. Đó, và nếu mà sắn khô phơi khô mà mình nạo ra phơi khô, đào về xong bắt đầu nạo phơi khô thì bán được một cân được 7.000 hay là mấy nghìn đấy. Đây xếp thành bỏ cắn quá, ăn may đâu ở không biết. Sóc thành đấy, một cân chỉ được 6.000 thôi các bạn ạ, tức là phơi khô như thế một cân được khoảng 5-6.000 thôi. Đấy cũng rất là vất vả, và người dân chỉ có thể là thu hoạch từ sắn thôi. Ở đây nếu mà có thể làm được chỉ làm một mô hình chăn nuôi lợn, chăn nuôi dê đó, và phải đảm bảo được cái nguồn nước sạch về đầu tiên cho xóm dùng, xong sau đó là bắt đầu mới tính được đến cái chuyện là làm kinh tế. Cậu bé sợ mình thì đang núp ở đằng sau bà kia. Đấy. Rồi. Này, ta bà thợ ông chú bà ở cảnh nọ. Chưa. Cậu bé đấy là rất là sợ được quay phim chụp ảnh đấy, nên là cứ khóc nhè này, núng nịu. Chứ khóc giả vờ lắm, khóc không khóc thật đâu. Tuấn Nùng xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm đến tập phim mà Tuấn giới thiệu về hoàn cảnh của em A Lử bốn con. Đấy, hai vợ chồng chịu thương chịu khó làm ăn, hoàn cảnh thì cũng rất là nghèo khổ cơ cực, để cho quý vị khán giả trên kênh YouTube Tuấn Nùng được trải nghiệm và được thấy đời sống thực tế của những người dân nghèo ở vùng biên cương của Tổ quốc, bám bản bám làng, sinh sống theo hướng tự sản tự tiêu. Đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn các bạn luôn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Các bạn nhớ đăng ký kênh và cho Tuấn chia sẻ với lại một like nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tuấn Nùng xin được kết thúc và tạm dừng video ở đây. Và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào các tập video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Bây giờ thì Tuấn Nùng còn phải di chuyển ra chỗ hộ em Vân hai con để khảo sát cái nguồn nước. Đó, nên là Tuấn Nùng xin kết thúc video này ở đây nhé.